Việc để có dòng tiền tốt, cái sự minh bạch, cái sự đóng thuế là cần phải có trong cái việc kinh doanh sau này. Minh bạch về pháp lý, minh bạch về giao dịch, minh bạch về quy hoạch hạ tầng. Muốn đưa lại những khách hàng chia sẻ một cái tài sản, một cái bất động sản nào đấy để người khách thì cần phải minh bạch rằng là cái này nó đã bụng quy hoạch như thế này. Giờ là thế giới phẳng, giờ là thế giới minh bạch về thông tin, nên chỉ cần qua một cú search, một cú tìm hiểu thì nó sẽ rõ hết. Đừng nghĩ rằng cái việc đặt cọc bán tránh trong việc kinh doanh bất động sản sau này. Cái thứ hai là quy hoạch một đường mà anh chị chia sẻ là không đúng theo quy hoạch đấy thì anh chị cũng bị sai. Cái thứ ba là rõ ràng tất cả mọi cái trong cái việc là giao dịch tấu hiệp đồng như thế nào, mình được ủy quyền phần nào, ai sẽ là người đóng thuế. Nhưng cái hợp đồng đấy là hợp đồng đặt cọc thì anh chị phải nắm rõ hợp đồng đặt cọc và chịu trách nhiệm đến cái việc là mình làm hợp đồng mua bán cho những người bán đó.